Hai ông cháu đồng tiền hôm nay xuống đây bắt cá vét cái ao này xem được to bé hôm nay cho nên lớn mùi vét mà cho đĩa hết xem có con nào còn khớp to to không. Chim cá nhỏ bé cái này chưa gặp. Em một tay con cứ cầm cái đấy du luôn rồi cứ du trước đi xong đi. Cái phát đi. Đấy, to đây. Đấy, con phi gì lướng. Con phi bé cho lên đĩa hết. Chưa đi được một tí. Mới sướng, chung muốn lên. Một tí, một sốt đầy thôi. Con to này đâu có đồ chưa thấy mấy khi bé rồi đấy con gì ấy con gì cái đó chìm hết rồi à, đây con vừa nãy như con cá trắng ấy. Qua. Biết rồi. Biết cụ. Biết cụ. Cái nào chờ cá này bị đâm hết. Hôm nay là thu hạch ao nhá, không bắt thì rồi là nó cũng ấy nên là để bắt hết không để có tha con nào đâu. Để con cao đi thả cái cá khác. Đúng rồi, giúp con cao lên hết được. Ôi, ôi con gì ơi. Chê cả tiêu ngay. Cả tiêu. Thôi, ui. Đâu rồi. Ui, chê cụ rồi. Chạy mất rồi. Đứng nồi đầu lên đấy. Rồi chốc nó lên. Mình nhanh thế biết mình gì đánh cho bớm. Cái này thêm một người cầm vợt nữa. Không. Không vô kịp. Rồi chốc nó lên hết. Rồi. Đấy là mất cả. Đấy, khi tóc. Nó có đầy cá này. Nó có trò lại. Con rượu đấy đây. Để con ngược qua đây. Rồi. Đi ngược qua đây. Được. Một đống này nghe cầm rổ đi ăn cá giết mà chạy mất rồi. Phải trồng máy thế thì còn nâu mà hết thế này thì con bé tí vẫn hết thì hết được đâu được. Như con tôm chạy mất thế là chỉ ăn thôi thì con quần thì chúc thôi.
Ấy, ôi dồi ôi, chiến máu. Không bắt đi trước lên đây nhé. Ôi ôi ôi. Cây ngoan. Ôi dồi ôi, mình đang cây ngon. Đư. Ôi, con trẻ bị gì dạng, đúng không ạ? Bị dạng rồi. Đầu thì to. Đầu to đít bé. Nó vẫy ra đấy mà. Ra ngoài là cái chắc. Có bắt cái đầu mất rồi. Đấy. Có bắt cái này có đến tối rồi. Này rốt lại nước ạ. Đúng rồi. Giết cô Thành. Giết cô Thành. Thế mát mát rồi đấy. Phục quần rồi. Con đứng bắt chứ. Bắt đi. Đây thì đâu rồi? Ở đây. Ở đây. Ấy. Cái gì đây? Có con gì không? Ui ui. 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 Ui ui, 7 cân. Nặng xốp luôn. Ui. Mang mang lên rộng quá đấy. À đư. Còn con to đó. Hôm qua bảo con 4 con, hôm nay 5 con nữa thì của tao nhá. Nó chắc nó đẻ rồi. Con này không tính nhá. Mới bắt được con nữa là của tao nhá. 4 con đây, con bằng 5 con mà tao bắt được con nữa là của tao nhá. Thì hôm qua 4 đi thầy. Mới bắn 3 với rập 1 đi. Mang cá lên không ơi. Đi ra rạp nó cũng nó chết đấy. Đi vào tao. Con này to bự luôn. Gà bắn được xốp không? Thôi mang cho chú rạng ngon ngon nhanh chết. Ông bê bê.
Nhưng con chạy chưa? Còn con đấy là con của mình đấy. Thế đấy nhá. Báo cáo các bạn cho con này là ông chủ chỉ có 5 con thôi. À có 4 con thôi, hôm nay thêm được một con bằng 5 con nhá. Úi giời ơi, 7 cân, còn con kia là con của mình thôi. Nha. Đây là cái đồ nữa mà nhặt. Thôi nhá, các bạn thấy hay nhá, cho ông Tống Xuân Lai nhớ được cái kênh nhá. Và ấn nút chuông để tiếp theo các